Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không, các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 1 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không cho các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã chào đón bệnh nhân Nguyễn Văn Trung tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, người đã chiến đấu kiên cường với bệnh u lympho không hắc kim tế bào B nhỏ và đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư trở về nhà vào đầu năm 2024. Sau một thời gian 3 tháng hỗ trợ điều trị ung thư tích cực theo phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, bệnh nhân Nguyễn Văn Trung đã đạt được những kết quả tích cực và trở về nhà với tâm trạng phấn chấn. Nguyễn Văn Trung là một trong nhiều bệnh nhân được phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, chăm sóc tận tình. Tại đây, anh Nguyễn Văn Trung không chỉ được hỗ trợ điều trị bằng các phương pháp y học mà còn nhận được sự động viên tinh thần từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên y tế. Sự kết hợp giữa y học và lòng nhân ái đã giúp anh Nguyễn Văn Trung vượt qua giai đoạn khó khăn này. Hôm nay trở lại phòng khám, anh Nguyễn Văn Trung đã không chỉ thăm các thầy thuốc mà còn thắp hương bàn thờ Chúa và tưởng nhớ cố linh mục nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Đây là hành động đầy ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn của anh Nguyễn Văn Trung đối với các thầy thuốc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành hỗ trợ anh Nguyễn Văn Trung trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám cha Tường. Câu chuyện của anh Nguyễn Văn Trung không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực và tâm huyết của đội ngũ y tế tại phòng khám, mà còn là niềm hy vọng của những bệnh nhân khác đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư và cung cấp dịch vụ y tế tốt nhất và miễn phí với trái tim và tình yêu thương. Chúng ta cùng cầu nguyện sức khỏe cho anh Nguyễn Văn Trung và tất cả những bệnh nhân ung thư khác, hy vọng rằng họ sẽ nhanh chóng phục hồi và tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Xin trân trọng. Dạ thưa anh có thể cho biết họ tên mình đến từ đâu? Mình là tên Nguyễn Văn Trung, mình đến từ Lấp Vò, Đồng Tháp. Dạ xin anh cho biết là anh vô phòng khám này hồi bị bệnh lúc nào và thời gian bao lâu và bệnh gì? Mình vô đây, phòng khám này từ lúc tháng 10 năm 2023 tới giờ, năm vừa rồi. Thì lúc đó thì mình bị là ở bệnh viện Chợ Rẫy kết luận là mình bị ca u lympho. Sau 3 tháng điều trị được các thầy điều trị ở đây thì mình có kết quả tốt, mấy thầy mới cho về là cỡ cuối năm á, là mấy thầy mới cho về nhà, mới là cũng theo pháp đồ của các thầy cũng đi, cũng như là về nhà để điều trị tiếp em. Sau một thời gian thì tới nay thì thấy sức khỏe ổn định thầy. Những chỉ số mà bệnh viện mà kết luận ở Chợ Rẫy thì rất là khả quan. Bữa nay mình đem xuống thì vài ba tháng cũng đem xuống cho thầy Thanh xem. Bữa nay mình cũng có dịp cũng đem những cái kết quả xuống đây trở lại phòng khám cho thầy, đem mấy kết quả cho thầy xem lại. Giờ vấn đề điều trị gì qua rồi? Hồi xưa cái bệnh của anh đầu tiên là anh khám ở bệnh viện nào, rồi sau khi mình điều trị tại đây rồi anh về anh tới bệnh viện nào để khám và cho kết quả ra sao? Vì khi mình phát bệnh ra thì lúc đó là mình điều trị tại Chợ Rẫy, tại Chợ Rẫy phát bệnh ra. Nhưng mà lúc đó thầy Chợ Rẫy cũng có điều trị theo thuốc Tây. Giờ mình cũng nghe nói đi dưới đây có phòng khám, mình cũng có người chỉ ha. Mình mới xuống đây vì được các thầy cũng theo pháp đồ vậy đó. Tiếp tục kết hợp với hai giữa pháp đồ ở đây với của bệnh viện thì cũng theo dõi hàng tháng thầy. Theo dõi hoài hàng tháng.
thì mình sử dụng thuốc ở đây tới bây giờ tới lúc nào lúc phát bệnh là cũng như là cách đây khoảng 2 năm. Rồi sau khi mình điều trị ở đây rồi xong xuôi rồi mình đến cơ sở y tế nào mình khám à? Mình có khám lại là ở cũng tại Chợ Rẫy, cũng đi khám hàng tháng ngoài tại Chợ Rẫy. Kết quả thì rất tốt, là những cái chỉ số đều ổn định hết, những chứ nó không có, cũng như tạm thời những bác sĩ nói là rất là ổn, có kết quả rất tốt. Được biết cái thời gian là anh Tị ở đây là thời gian thời điểm đó là như cha còn sống, anh có thể kể lại một số dấu ấn gì thời điểm đó không? Khi mình biết ở tại phòng khám đây á, thì mình đầu tiên mình xuống thì mình chỉ đi, mình đi trước rằng mình biết cái chỗ địa điểm địa chỉ này chứ mình chưa có là chuẩn bị gì đó. Mà trong lúc bữa mình xuống đây thì lúc đó có gặp cha, là cha bữa đó có nhớ kỹ là cho ra viện là 17 hay 15 ca gì đó, là tháng khoảng tháng 10, hình như mình nhớ không lầm là tháng 10, là trong lúc bữa ra viện thì mình nhớ không lầm mà mình xuống đây bữa thứ năm mà chúng ra qua bữa sau mình vừa tới nhà là nghe cha là cái đây là lâm bệnh. Mình trong lúc đó mình cũng rất hoang mang, mình nửa chừng mình không nghĩ chờ cha đó, mình mới xuống như vậy rồi đây mình nghĩ cha mình mắc bệnh vậy rồi có ai gì mà điều trị tiếp á thầy, mà sao trong đầu mình cứ nghĩ thoáng qua vậy thôi. Chứ mà qua tới thứ hai mình quyết định là mình thôi cho dù giờ cha không còn, mình nghĩ cũng phòng khám ta mở, cũng nghe chuyện đang lúc đó là của anh Xuân Dũng gì đó là cũng vẫn điều trị tiếp, rồi là mình không nghĩ ngợi gì vấn đề thêm nhiều những vấn đề đó, mình cũng tiếp tục bắt đầu mình xuống đây á, là tới 3 ngày sau là mình xuống, là khoảng thứ hai thì mình nói là lúc mà cha bệnh đầu tiên phát bệnh là 3 ngày sau là mình quay xuống được khám. Anh có thể nhận định gì cái phòng khám trong thời điểm mà anh trị bệnh cho đến điểm này thì có sự thay đổi gì không? Nói chung là thay đổi thì thấy thay đổi rất là nhiều. Hồi đó mình thì đâu có được như bây giờ vậy. Nói chung bây giờ thì quá là khang trang rồi. Lúc đó thì nó không có được như bây giờ. Nó nói thật mình cái điều kiện hoặc những cái phòng khám thì cũng không được như bây giờ. Thì qua khi anh điều trị đây rồi xong xuôi anh cũng đã về nhà, anh có thể nhận xét các thầy thuốc ở đây về cái tinh thần thái độ phục vụ ta sao? Dạ, trong cái đợt mình điều trị tới luôn bây giờ, nói chung là các thầy hoặc là những nhân viên bất cứ trong phòng khám này thì nói thật ra mình không còn cái lời nào để nói với các thầy, điều đối với bệnh nhân thì rất là vui vẻ nói giải thích những bệnh này cặn rất là cặn kẽ này nọ, còn đối xử thì thôi cái đó là mình nói chung là mình theo mình nhận xét thì các thầy quá tốt rồi. Cái đó là cái định những cái đó là như mình thì mình nói mình trong cái đợt điều trị vừa qua nói chung thì nhờ ơn cha Chúa cũng phù độ rồi, với hai nữa là do cũng nhờ công ơn các thầy cũng hết tận tình điều trị cho mình được kết quả như ngày hôm nay. Mình cũng không biết nói gì hết, mình chỉ biết là gật đầu cảm ơn cha chứ không phải cha Chúa, sau đó cùng với các thầy cùng các đội ngũ nhân viên ở đây, cùng đồng thời đó cũng không quên những nhà hảo tâm trong thời gian qua đã ủng hộ những cái này nọ đó. Nói chung thì mình xuống đây là mình không có tốn bất cứ cái gì hết, thì cũng cảm ơn các nhà những nhà tài trợ trong thời gian qua mình cũng được điều trị đó, giờ mình cũng được kết quả hôm nay cũng mình xin chân thành cũng như rất cảm ơn. Cảm ơn. À.
Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưng rồi, tông kinh mà cha thăm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Như hương trầm tỏa bay
lòng con hân hoan vui sướng trước thánh nhang mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Nén đi hương này đoàn con xin dâng lên Chúa con, ngợi khen tôn vinh muôn nơi. Đã xuống trần đi làm thân kiếp người hèn yếu đuối, ôi Chúa quá yêu nhân loại. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng trước thánh nhân mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Nén đi hương này đoàn con xin dâng lên thánh linh, ngợi khen tôn vinh muôn nơi. Đã mang về trần gian sức mạnh lòng tin yêu, tin kính Chúa trong tâm hồn. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh ia dâng về làn hương thơm bay lên trước nhan tòa cao Maria, cúi ia xin mẹ ý, nhận cho tấm lòng thành tâm đây, con kính bái sư tôn mẹ. Như hương trầm tỏa bay, lòng con hân hoan vui sướng trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng. Kinh ia dâng về làn hương tin yêu con hát ca, ngợi khen tung hô muôn nơi. Với a muôn lòng ý hiệp dâng trương tòa cao các thánh, vinh phúc sống trên quê trời. Như hương trầm tòa bay, lòng con hân hoan vui sướng trước thánh nhan mẹ đây, lòng con tràn bao vui mừng.
truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.